Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình là Saki. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu trò Minecraft Attack of the B Team. Attack of the B Team. Hồi ngủ đây. Thì cuối cùng thì mình đã chơi thành công được cái này rồi. Đã quá đi. FPS cũng không giật như trước, vẫn như trước. Không có gì đâu. Thực ra mình quay nó lắc thôi, chứ thực ra mình không có quay thì mực lắm. Trong 100 FPS lận. Quay thì phải chịu thôi, các bạn thông cảm nha. Mình quá trời phê rồi nè. Thì mình chuẩn bị hành trình bay lên sao hỏa. Thì mỗi cái đó thì đừng nên đi đâu mình lâm hết. Lo ở nhà tập trung kiếm nguyên liệu được rồi. Đi đâu mất công đúng không? Khỏi làm cái kiếm mất công. Sẵn cái cút là được rồi. Đó, mình thăm thắp ra cái chỗ này. Ngon chim. Bạn ai có thể thấy đây là nick của mình. Nick Bree lận. Nick Ri mình mượn bạn và nó cho mình luôn á. Nó cho mình chơi và mình nên chơi game Ri luôn chứ không phải là game rắc đâu, nên mình cũng mới có nick á. Yeah, vỗ tay lần đầu tiên cho cái style Nick Ri. Nước này rất là tiện lợi, không lo mất máu mà chết. Ở đây có kim cương không ta? Không có đâu, có cái gì đây? Starlight tay à, mày rất là cái mẹ gì. Cái này để làm cái gì ta? Nhìn mình tăng máu nè. Phơi lòi. Cái gì đây? Aluminium store. Cái này là aluminium nè. Ở đây cũng có vàng cơ à. Ghê. Mình có kim cương mà để dành. Chắc sau này chắc cũng cần đọc cái gì đó. Mà mình nói thiệt á, cái này nó nhiều tài nguyên vãi. Mình không hiểu luôn. Tài nguyên đúng nhiều luôn á. What the fuck man. Đào hoài không hết. Nhìn nè, càng đào càng có nhiều. Nhưng mà mình hết aluminium. Thì Minecraft server 1.8 nó cũng đầm đi mai. Mà cái này mình cũng đi mai. Vãi cái bếp. Mình nhờ bạn hướng dẫn mình cái là sao để zoom lại gần á. Zoom lại gần cái này nè. Bạn nào biết cách chỉ mình nha. Tại sao mình cần zoom không dung xa, thấy tạm bản đồ luôn á. Man. Thì đó. Thôi chắc thì mình đào miếng thôi. Đào tượng trưng thôi, lát nữa mình đi ra ngoài. Chứ ở đây chán lắm mấy bạn, mất công mà nói video chán quá. Fossil là cái gì? Ủa, cái này là chỗ khác đúng không? Hãy nói là chỗ khác đi nha. Hay là cái chỗ hồi nãy. Mẹ ơi. Chỗ khác mà có con skeleton đừng đến đây. Đừng đến đây. Nhỏ rồi. Ok, mình đã thành con skeleton. Fuck. Thì đây là cái nick của mình nè. Tên là DJ Avok Nick Ri luôn á. Ghê chưa? Mất công cái thằng nó mình chảnh nữa. Mất công lắm. Không cần cái này, vứt đi. Ok. Ở đây có nhiều quantum đấy. Quantum mà mình hay đọc lộn quantan ha. May là hôm nay đỡ rồi, không đọc lộn nữa. The fuck. Cung tên chắc nó rớt xuống rồi. Nhiều mỏ quá mình cũng hơi nản. Nhiều quá cũng nản mà ít quá cũng nản. Nản gì đâu á. Thì để mình lên bờ rồi mình đi đến cái đảo Slamlock của một bạn bảo mình á. Ở gần nhà mình có cái đảo Slamlock. Gõ này được không ta? Đây là cái seed của mình nha. Thì bạn nào muốn chơi cái world giống của mình á thì nhớ gõ như vậy nè. Đó. Nhớ nha. Chứ đừng hỏi mình nữa. What the fuck, kim cương đó à. Bây giờ thấy kim cương là mình ngán luôn. Vãi kim cương. Vãi kim cương, đào ở đây. Ok. Kim cương bây giờ nhiều búa đối rồi. Vô đối, anh thật là vô đối. Có cái máy dùng để giả. Máy này ra thành bột là Pulverize phải không? Mà không đọc sao nó thấy cái anh cái hồ chơi đọc là Pulverize gì á. Pulverize. Kim cương nhiều quá cho mình đào luôn. Ok. Này nữa. Ok. Ôi nhiều quá, đúng ngán luôn các bạn ơi. Vãi. Tụi bay mất nhiều tao cái.
nhiều là nhiều vừa thôi. Vứt cái gì đây, vứt gì đây, vứt gì đây, vứt gì đây, vứt gì đây, này này này, ok. Ủa mình đánh Just Boy chưa ta, chết cha rồi. Hôm bữa là mình đánh Just Boy bằng cái nick cũ, cái nick mới, nick này của mình chưa đánh. Để lên bờ rồi đánh. Man, nhiều quá tụi bay ra. Lại một ít lại giùm tao cái. Cái này mình thề, nó còn nhiều hơn mấy cái mod nó khác nữa. Thề luôn, hay xin mà nhiều được con này à. Ủa phải không ta, mình cũng chưa chơi hay xin mình không biết nha. Nên, xin lỗi nếu mình nói bậy. Aluminium, aluminium là một nguyên liệu rất là cần thiết để làm các phi thuyền. Nói thật luôn, mình đang trên đỉnh phi thuyền rồi đó. Ok, mình nói qua tới lại. Hồi nãy giờ lúc mình đang chơi á, các bạn cho mình xuống ăn cơm. Thì giờ cũng lười quay mẹ rồi. Vãi thật. Thì mình đào một đống rồi đây nè, có cả kim cương nữa, 59 cục kim cương rồi. Bỏ những thứ không cần thiết vào đây. Nó đầy nhóc luôn bay ơi, nó đầy luôn cơ mà. Thôi đi ngủ. Vậy không biết mình quay được nhiêu phút thôi, nhưng mà chưa đâu. Mình sẽ đến cái vùng đất chết á. Trước tiên mình phải đánh dấu nhà mình lại. M phải không, waypoint, new waypoint, Zaki home. Ok, đổi màu màu trắng đi. Ok, done. Cần. Ok. Thì mình vô mình cứu mấy cái mod đã. Pun. Có mấy tên Pun Verize à, phải không? Tên gì mình cũng quên ba đó rồi. Đây nè, cái máy này nè. Muốn làm cái này. Ồ, hơi bị nhiều rồi nha. Mình chưa có đủ nhiên liệu. Ồ khoan khoan, nhìn lại nhìn lại. Cái này á, gần đá nè, sắt, redstone, gỗ mình có. Cái này thì mình có đá, sắt, redstone, gỗ. Đá đâu? Đây nè, ngon. Rồi bỏ cái này lại. Ở sao nó không có công thức ráp cho mình? What the fuck? Bỏ tự ráp á. À, ở đây á, quên. Nhâm đây. Cái này đi. Ráp cái này trước. Vải phải bỏ vô cơ à. Mod gì giống thế. Cái này phải đá không? Nhét đá vô đây. Ok. Ngon. Rồi. Piston nữa đó, tao làm cho mày rồi đó. Còn đây là hai cái fling và chin frame. Ôi mẹ ơi, nhiều thế. Cái này glass nè, 4 cái kính nè, rồi đây steel. Hoặc là iron cũng được. Iron ingot hả? Iron ingot phải làm cái này. Ồ khoan, cái này là iron ingot rồi. Giờ là kính với lại cái kia. Thì bây giờ mình ra ngoài mình chụm cát. Có cát không? Không có cát hả? Hả? Ngoài này nè, đóng cát luôn chứ đùa. Đây. Ô mãi, đào nó ra cái aluminium nè. Ghiền thôi, ghiền đào rồi, lấy luôn. Ok, có cát là ngon lành cành đào rồi đó. Ngon chim rồi đó. Save first. Bây giờ nhiều tài nguyên đến nỗi mình nhìn mà mình không thèm lấy luôn. Phải. Mà giới hạn nhiều lắm mình đào mệt luôn. Không lên nữa, không lên đào nữa. Nản. Nhiều thì nhiều rồi, vừa thôi, nhiều vãi. Ok, lấy một miếng cát. Thôi này cát rất là cần thiết, làm mấy cái máy móc á, giữ đội lắm. Làm máy là làm cái mạch điện đó không ta. Chắc mình phải coi cái video của anh các khô thường liên các khô thường xuyên hơn. Phật, nó ngọng hoài. Thì mình phải làm cái tên lửa càng nhanh càng tốt. Ok, nấu này lên. Link nè, copper ingot. Copper thì mình nấu bằng cái này. 1 2 đó. Link. Ôi mẹ ơi, không có link. Wow, cái này sao sắp xếp giống vậy? Sắp xếp giống quá. Địch Flynn hả? Flynn thì dễ thôi. Ở đây nè, đây thiếu gì?
mình sợ đầu nó lòi ra ngoài đó, thấy chưa? Cái địch đóng vậy mà ít flin thế, cho tao một miếng flin coi. Đậu phộng, ê hai cái rồi. Hỏi danh thủ mình lắp lên cái nhà tàn bạo vãi. Nằm đây do gì mình chơi hơi bị gà, sau này mình sẽ pro lên tí là tính sao. Ok, copper nè, rồi cái máy ở đây sắt cái vàng ở giữa. Ta làm cái này đi, tại sao công thức nó cho mình làm, what the fuck man. Nhìn nè, khoan, mình làm gì đấy, margin thật ra dư sức làm đấy nhưng mà nó không cho. Sắt nè, bỏ vô không được, đùa. Ok, sắt rồi vàng, phòng khoan vàng bên đây chưa nấu vàng đợt. Vàng một cục, nhanh lên come on. Hey, bản đồ mình nhìn được có tí à. Square map không, regular 12 mini map display monitor, mình có thể xem được mấy cái. Bây giờ tạm thời mình lên đây đúng không, mình tạm thời tắt máy kép mua đi cho nó đỡ lắc. Location top right radar nè, móc đó lên đây mình thấy gà heo bò vật đủ thứ. Đây là mấy con quái. Bây giờ hãy bật quái lên, nó không là nó thông chết, nhanh lên vai. Ok ngon lành cành đào. Sao mất miếng hệ tinh đây rồi, đây mặt chim farm, cái máy nó không chịu làm giùm mình vãi. Đồng con này làm sao, này dễ nè, fuck lấy ra không được. Tại sao mỗi lần vậy mình phải đúc cho từng thứ như thế, nản lòng nản lòng. Ui giời ơi, thêm cái máy đi, hiệu suất tối đa. Ok gắn ở đây luôn. Mình chưa biết là nó có gì nên mình phải là cái máy pulverizer đã, pulverizer gì đó gọi sao khó nó khó gọi vậy. Đây á, fuck. Ở đây nữa, come on nó chỉ cho mình công thức thôi. Bạn nào mới chỉnh cái này giúp mình cái nha, tại sao phải gọi cho từng cái mệt thế. Lắp vô, lắp đầy pulverizer. Ok xong mẹ rồi, xóa cái này đi. Ok cho nó sáng lại đó rồi. Cái máy này mình sẽ để ở đâu đó, có lẽ sẽ để đây. Ok mình đồng mấy bức tường cái đã, thật là vãi biết quá đi à. Ôi vãi, lỗ hàng rồi. Ôi nấp cắn vô. Ok mới tin như thường. Cái này cần phải có điện, muốn có điện là phải làm sao ta. Pulverizer điện, tutorial nè, the sun control gap how to this device that stop require stone select different. Làm điện sao quên ba hết rồi. Ở tập sau mình sẽ kiếm điện, bây giờ mình làm một số thứ đã. Ví dụ mấy thứ này nè, đó trồng tiếp. Mà không có giống tôi trồng cái nào có tông đâu, không đưa ra hạt giống mà. Vậy là mình phải khoan trước tiên vậy á, thì mình phải lập cái hòm. Sau này có hòm riêng. Xây hai cánh cho rồi đi. Đồ đạc nhiều quá. Man. Ok. Mà các hòm thiết bỏ vô đây. Không biết mấy nữa cần nữa. Ok. Quên, cái kiếm mình bị bể mẹ rồi. Làm cái kiếm kim cương đi. Đâu rồi?
kim cương được của anh. 1, 2. Có kiếm đá thì thôi không xài, bỏ, dẹp. Dẹp hết. Man ơi man. À, ông Khang làm cái này được không? Cái liềm. Không được à? Wow. Ray. Và chúng ta cũng không có gỗ luôn. Best game ever. Đây. Mà thế. Các bạn có thấy video nó đỡ lag hơn trước không? Nếu có thì thành công rồi. Đỡ lag hơn trước rồi. Nhìn lại gỗ của ta không biết sao mấy gỗ này có ảnh hưởng gì đến cái đó không. Các bạn thấy cái đó không phải là mây nha, cái đó là những hòn đảo trên trời đó, ghê chưa. Thì chúng ta có thể tận dụng mấy hòn đảo trên trời để làm một số thứ rất là vui đấy. Ok, gần nhà mình sẽ đổ thứ đồ lặt vặt như vậy. Ok, ngon chim. Wooden sickle. Sickle mình làm được gì đâu. Bằng đá này à. Couple song stick. Là còn bằng couple nó dễ hơn. Tại sao mình lại tốn công làm cái này thế. Đây. Dễ dàng hơn luôn đúng không? Vãi. Ok. Mình cần lấy hạt giống. Ok. Nhanh thì chứ. Nó dọn kìa. Thì mình sẽ đến cái chỗ hòn đảo chết. Bạn thấy hòn đảo màu đen đen không? Hòn đảo đây nè. Đó. Mình sẽ đến đó. Thì tập thứ 1 mình cũng đến đó rồi. Và lắc như quỷ. Nhưng mà hôm nay máy cũng xịn hơn một chút rồi. Nên có lẽ đến đó không đất ở đâu. Ok. Vậy thôi đi nha. Ok. Thật là đáng lo ngại. Ui. Mà nó nhìn rợn thế. Dark clip ghê à. Đây nè, bạn có thể thấy cái vùng xanh xanh không? Mà sẽ đến đó. À. Thôi. Ui. Mình đặt vô mấy cây này chết à. Vùng đây tối vãi, nhìn kinh đó. Ok. Sao mình thấy cái gì xanh xanh ở đây nè, không biết là có gì không. Ok, đây cà lây. Xanh xanh mình không biết cái gì đến đó. Tại sao mình heo ba cái thứ gì không vậy. Ok, ở đây khá là nhiều đất sét. Trời có hòn đảo à. Ui. Vái, ăn, thôi, ăn. Không nóng vội, ăn đi. Lúc nào, ok. Lắc rồi. Ok. Lên. Ở đây phải không? Ok. Còn mong hòn đảo đó, hình như đó là hòn đảo Slam thì phải. Thấy mình biết là thế. Theo kinh nghiệm của mình là vậy. Và trời cũng đang tối. Fuck. Tối thiệt hả? Are you kidding me? Để mình lên coi miếng có hòn đảo gì không nữa. Cũng may là mình chơi được cái mod này. Wow. FF của mình kìa, 30. Vãi. Hòn đảo đây nè, hòn đảo Slam. Đợi khoan ngứa quá, bị ngứa đầu quá, chạy chút. Vớt. Mấy năm chưa tắm, nên giờ nó ngứa. Vãi. Mình hứa là tắm xong rồi năm sau tắm tiếp. Ôi chết cha rồi, tôi lấy gỗ. Gỗ hàng free. Nhà gì vết bẩn. Ok. Chúng ta đã lên đỉnh rồi. Ok. Còn hơi bị xa nha. Ôi, chết cha rồi. Lên được không đó hả? Lên được không? Thấy bạn có lên đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 6, 7. Tôi nhảy qua. Hãy xem những đồ bắt cua của anh đây. Blue Slam Dirt hả? Lần đầu tiên mình nghe Slam Dirt đó nha. Ok.
Ui, thôi mấy anh ơi, đừng giết lòng em mấy anh ơi. Ok, lên đây mày, ngon lên đây. Ủa sao có zombie ở đây, what the fuck. Ờ mày ngu quá con, ngu nè. Ok, nó rơi cho mình slam lock rồi. Ủa chỉ ở đây nó có con dơi ha, nãy giờ mình xuống dưới lá hang không có con dơi nào. Ui ui, ôi thôi ra mấy con nhỏ này nè, cũng nguy hiểm lắm đó. Ok, mày giết không, đánh tao mày, ok ngon. Ok, nước này nó cũng có thể đông lại thành mấy cái cục. Mày chết đi ngựa, rồi chết luôn đi. Tụi này nó spawn liên tục luôn, đã thiệt. Ok, đem ăn cái đã. Cho tao lên chết cha rồi. Không, em không giỡn anh nữa, ôi, còn một món à. Nốt. Ở đây tạm trú ẩn. Ở đây có cái cây phải không? Ngon, thì mình sẽ lấy hạt giống của cái này. Mấy cái tiếng có cây. Ok. Có giống không? Không, đừng giết em. Ôi thôi. Thôi. Vãi. Mày bự hả mày? Bự không? Ủa sao trang bắt đầu mình có cái dấu chấm hỏi ra? Là sao? Mày thấy không? What? Với đây nhiều kinh nghiệm quá, xuống đây lấy. Ok. Ôi thôi. Đừng giết em man ơi. À lấy này được không? Cái này mình lấy bằng cách gì ta? Ôi. Mình không biết lấy bằng cái này bằng tay hả? Bằng tay thì cũng được. Bằng tay. Ok. Lấy này đem về chơi. Nghe nói lấy cái này á thì bạn sẽ làm được mấy cái stick, là được một số thứ rất là ngon. Mình lấy đi. Ok. Còn đỡ ngon ai ai mà chả khoái đúng không? Ui, cái đó phải còn đau không vậy? Thì nhìn hư cấu thế. Ok, lấy hết. Sewer hết cái đống của nợ này. Mu ha. Mu he. Nhiều quá. Ồ, nơi đây là. Ui, tại sao mày ở đây? Fuck. Ui, con này bự quá. Nope. Đổi thành con này đi. Ok, mình đổi thành người trở lại rồi. Mày đánh đâu mày? Đánh nào? Ok, có lẽ như là mình hồi lấy một sắc đi. Lấy một sắc xong rồi tính sau. Thôi. Fuck. Đừng đánh tao nữa. Địch. Mày cái này nảy hoài vậy. Ok. Ngon chim. Cái này lấy không cần. Ui. Ghê vậy. Nhỏ một cái vỏ mày. Thôi. Rồi xong. Yeah. Oh fuck. Nice. Ok. Thì tối rồi phải không? Mình có hạt giống gì không? Cô tông. Ơ à, éo cô tông à. Thì ok. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở Minecraft Attack of the B-Team ở tập thứ 4. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Ok, bye bye.